Chào anh chị và con nha. Giá mít Thái thời điểm hiện tại là vừa sau Tết nha. Giá hiện tại là loại 1 đang ở ngưỡng tầm 28 cho đến 30 nghìn đồng trên 1 ký. Loại 2 thì 18 cho đến 22 nghìn. Và loại 3 thì tầm 13 cho đến 15 nghìn. Thì với cái mức giá này thì nông dân trồng mít chúng ta là khá là vui nha. Tuy nhiên thì trồng mít thì nông dân chúng ta cũng biết rồi, giá cả lên xuống thất thường. Và với giá cả như thế này thì cộng với việc cây mít khá là dễ trồng á, thì nông dân chúng ta nếu mà chưa biết trồng cây gì á, thì ngại gì chúng ta không trồng mít nha anh chị và con, cứ trồng thôi. Xét cho cùng thì cây mít này thì cũng là một loại cây truyền thống và cái giá trị của quả nó mang lại là ổn định, lúc nào thị trường cũng có nhu cầu. Tuy nhiên thì do cung vượt cầu cũng như cái sản lượng chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, và một phần là do cây trồng này dễ chăm sóc, vì vậy ai trồng cũng được ấy. Thì vậy năng suất cao nữa với lại sản lượng nhiều thì giá cả thị trường nó sẽ giảm thôi. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại như thế này, sau một năm biến động vừa rồi ấy, thì sản lượng cũng như là cái vùng trồng đã thu hẹp, thì hiện tại giá mít nó đã trở lại bình ổn rồi. Thì nông dân chúng ta nếu mà có thích trồng cây mít, trồng những cây trồng mà nhẹ công chăm sóc như thế này thì chúng ta ngại gì mà không trồng quý bà con ơi. Dĩ nhiên khi chúng ta quyết định trồng thì chúng ta phải chấp nhận những rủi ro của nó nha. Giá cả lên xuống thất thường, chứ lại tuổi thọ của nó không cao. Đây là một tin vui đầu năm cho nông dân chúng ta. Bên cạnh cây mít Thái siêu sớm thì còn có cây mít ruột đỏ lá bầu Indo. Ruột đỏ nó có nhiều loại nha anh chị và con. Ví dụ như ruột đỏ sơ đỏ, ruột đỏ sơ trắng và ruột đỏ sơ vàng. Hiện tại thì có ruột đỏ sơ vàng hay còn gọi là mít ruột đỏ lá bầu Indo á. Thì cây này thì nó tương tự cây mít Thái siêu sớm, thời gian cho trái nó cũng nhanh á. Tuy nhiên cây này thì cái tàn của nó sẽ to hơn so với cây mít Thái mình tí xíu. Vì vậy khi mà bà con ta trồng á, cây mít ruột đỏ sơ vàng Indo á, thì khoảng cách tối thiểu mà chúng ta nên trồng cây cách cây á, thì tầm 4 mét, tối thiểu là 4 mét trở lên. Tại vì cái tàn của nó sẽ to hơn và thời gian cho trái nó chậm hơn một vài tháng, nhưng mà chậm hơn không đáng kể. Thì bà con chúng ta cũng có thể cân nhắc cây giống mít ruột đỏ sơ vàng Indo này. Cảm ơn anh chị và con đã theo dõi nha. Chúc anh chị và con năm mới được mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.